Ngày 17 tháng 7. Thật sự để Chúa Thánh Thần hoạt động. Tôi tự đặt cho mình một vài câu hỏi để biết liệu tôi có để cho Chúa Thánh Thần hành động hay không? Tôi có chấp nhận lời mời gọi của Chúa Thánh Thần để xây dựng nước Thiên Chúa quanh tôi, cống hiến sức lực và sự sáng tạo của mình để cải thiện điều gì đó, gieo những thay đổi tích cực, trổ sinh công lý, tình đoàn kết, huynh đệ hay không? Với nhiệt huyết của mình khi đối diện với thử thách, niềm vui và khát khao chiến đấu, tôi có đánh thức niềm hy vọng xung quanh mình không? Hay tôi chỉ khuyến khích những lời phàn nàn cay đắng, chán nản, buồn bã? Tôi có mở ra tương lai, hướng đến cái mới, sống mỗi ngày với sự tươi trẻ của tâm hồn, hoàn toàn tin tưởng vào sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần không? Hay tôi sống trong ký ức và giả vờ kiểm soát mọi thứ với một trái tim già nua? Liệu tôi có đáng sống mà không có sự thúc đẩy tuyệt vời của Chúa Thánh Thần không? Và rồi tôi dừng lại ít phút để cầu nguyện và khẩn cầu Ngài giúp đỡ tôi. Lạy Chúa Thánh Thần.
đấng thấu hiểu mọi ý định của Chúa Cha. Chính Ngài làm cho chúng con nhớ lại lời Chúa đã dạy. Ngài là sức mạnh của giáo hội. Xin chỉ dạy nhân loại chúng con để mọi người tin nhận Đức Kitô. Con Chúa đã cứu độ thế trần là đích đến của toàn thể vũ trụ. Lạy Chúa Thánh Thần là khách diệu hiền của tâm hồn chúng con. Xin Ngài vạch cho chúng con hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của năm đại hồng ân này. Xin Ngài vạch cho chúng con hiểu rõ ý sâu xa của năm đại hồng ân này. Nguyện thần khi thánh, xin Ngài mau đến.